ơi, hiện tại giờ là em đang đứng ở phía sau đuôi nha. Ở phía sau đuôi để mình coi cái hơi thừa nè. Đó, mình coi cái hơi thừa rồi. Và cái con này á, là cái con 60 của nó là khoảng 7-8 mấy tấn tấn á. 7-8 mấy, 8 tấn gì đó. Mà em dở lên cho anh xem nè. Nè anh nhìn nè. Đó, cái này là ga là nó chỉ chắc khoảng 30% ga đi. Đó, đó, đó. Nè, 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 nó hỏng lên nè, thấy không, thấy không? Đó, nó hỏng lên ha, nhưng mà hơi thừa này nha. Này bô nè, ok chưa? Yên tâm rồi chưa? Cái này là nó mới có ga ít thôi chứ không phải ga nhiều rồi. Mình nghe tiếng máy là mình biết liền ha. Đó, quá êm. Quá tuyệt vời luôn. Không có hơi thừa luôn. Đó. Để em đi qua lấy cái cái này là nó 7 tấn mấy, 8 tấn nha anh, chứ không phải là xe nhỏ nãy. Anh Phương nói cái kia ga anh ti rồi. Cho nên là anh muốn thử cái này cho anh để mà anh xem luôn. Nè nè anh, bây giờ là đang thử cái chỏ cho mình nè. Đó. Nè rồi hơi thừa là không có luôn. Tại nhiều khi đứng xa quá anh không thấy đó. Khi mà nãy em đứng đó là anh nghe là anh biết liền ha. Tại vì đứng xa quá thì nó không thấy được cái con trước. Mà quay trước đó nè. Thì em quay mép gì đi cho anh dễ thấy ha. Thấy không? Tại cẩu đồ á nó hơi nguy hiểm cho nên em không dám đứng gần. Mà nãy em quay là nó hỏng lên là anh thấy cái hơi thừa là anh biết rồi chứ gì. Đó. Em bảo dưỡng xe xong em test như thế này là anh trai đủ yên tâm chưa? Thứ nhất là ống má nè, nếu mà nó bể rồi nó đã bể ngay cái lúc này nha. Tại vì cái con này nó không hề nhỏ nha, nó là EX60. Thì nó tầm khoảng 7 tấn, 8 đến 8 tấn luôn. Chứ nó không có nhẹ đâu. Đó. Thì bây giờ mình đang thử trọng tải của nó nè. Để em đi qua em cho anh nghe hơi thừa nha. Nó treo lơ lửng em ớn quá. Đây. Sao qua đây ta. Em qua sau đuôi cái nha. Đừng có nhúc nhích nha. Rồi đây. Đây cái xe mình vẫn còn hỏng nha. Đó. Nghe chưa. Đó. Quá là ok luôn. Đây. Thấy chưa. Giờ em leo lên trên này luôn rồi để anh em mình ngồi cùng nghe tiếng máy nè. Rồi kiểm tra ống má nè. Đấy. Đây. Thấy không? Quá tuyệt vời rồi. Con xe này nó mạnh ghê hồn lắm anh ơi. À, nãy giờ anh Vương anh để á, để mà anh coi cái này nó có tuột phi không á. Nhưng mà thấy là không có tuột nha. Treo mà. Cái con xe như vậy mà nó không tuột thì anh về anh xài cứ yên tâm. Đấy. Wow. Đây, ti của mình đây. Đó, quá đẹp luôn ha. Rồi, giờ em bỏ xuống nha. Máy nè, công tắc quay nè, là nó không có hề chảy nhớt chảy gì hết là yên tâm rồi đó. Ống máy em thay cho anh nè. Ok chưa? Ok chưa anh? Rồi em kết thúc video nha anh trai ơi. Em sợ nhiều nó dài quá đó. Em không có gửi cho anh được à. Sau khi mà cái quá trình mà bảo dưỡng cập nhật thường xuyên hàng ngày của em Kim và cái kết quả là nó như thế này thì anh trai thấy cũng yên tâm được phần nào rồi đúng không ạ? À, rồi ok. Ngày mai em cho gấp vằn lông lại là ok. Anh trai chỉ có việc xem ngày lành tháng tốt là vào cước dâu thôi. À, em Kim kết thúc video. Cảm ơn anh trai xem dành ít phút xem video của em Kim nha.